Bảo Ngọc và nha sĩ Đức Hạnh xin thân mến kính chào quý khán giả thân quen của chương trình cũng như quý vị đang theo dõi Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni sư Thích Nữ Minh Liên, là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Quý khán giả thân mến, cùng với sự chia sẻ của Ni sư để cho chúng ta nhìn thấy và hiểu thêm, đầu tiên là những đối tượng trên con đường thực tập phát triển tâm xã, sau đó chúng ta cũng biết đến những lợi lạc của một thành giả thực hành cái hạnh nguyện phát triển tâm xã như vậy. Chúng ta thấy là nó rất là nhiều cái lợi lạc, và trong cái sự chia sẻ trong những tuần lễ vừa qua, chúng tôi vẫn còn nợ quý vị và đang muốn giới thiệu thêm với quý vị về các cái tầng trời trong giáo lý của Đạo Phật, để chúng ta biết rằng là với những cái điều lành và điều thiện như vậy, và vì chúng ta được sanh lên những cõi trời và những cõi lành, chắc chắn tất cả chúng ta đều cũng cảm thấy rất thú vị, rất quan tâm và muốn biết là có bao nhiêu tầng trời, để mình làm được những điều gì thì mình được lên những cái tầng trời như vậy. Thì xin mời quý vị đến với sự chia sẻ của Ni sư trong chương trình ngày hôm nay. Con xin mời Ni sư chia sẻ với quý khán giả cũng như chúng con hiểu thêm về những cái tầng trời trong giáo pháp của Đạo Phật. Tầng trời thì ở chúng ở bên cái từ mà thuật ngữ Phật giáo chúng ta hay nói chữ thiên giới, tức là cõi trời. Cõi trời tức là giới, tức là cõi, thì thế giới tức là cõi trần. Thế tức là trần thế, là nơi của những bụi trần, nơi những phiền muộn, trần lao, phiền não. Thì cõi trời thì gọi là thiên giới. Đó. Thì cõi trời có rất là nhiều, có rất là nhiều tầng. Thì chúng ta biết là dục cõi trời nó nằm ở trong ba cõi luôn. Thì cõi dục giới, thì lần trước sư nói là nói cái từ thuật ngữ, bây giờ mình nhắc lại sơ để thử là mình trong cái cõi của mình gọi là tam giới. Tam giới là ba cõi. Ba cõi đó gồm có dục giới, có sắc giới và có vô sắc giới. Thì sư đã nói cái cõi dục giới là cái cõi mà nơi đó có ngũ dục, năm cái điều mà nó lôi kéo và khiến cho con người ham muốn và bị chi phối. Đó, đó là năm dục, đó là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là tiền tài vật chất, sắc là hình thể và sắc dục, danh là nổi tiếng và nổi tiếng tốt, rồi thực là ăn và thùy là ngủ, muốn ăn muốn ngủ. Thì năm cái điều này nó chi phối con người một cách tự nhiên. Và cái cõi mà cõi dục giới á, thì nơi đó nó cũng có cõi trời, và nơi đó nó có 6 tầng trời cõi dục. Thì nơi cái dục giới thì cõi 5-6 tầng trời cõi dục đó, có nghĩa là ở cõi trời đó họ cũng sẽ bị 5 cái điều dục này chi phối. Đó là nếu mà nói nằm trong kia, nhắc lại, trong dục giới thì nó có từ 6 tầng trời thuộc dục giới, rồi xuống tới là cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó, thì 6 cái này đều thuộc về dục giới hết. Cái là lục đạo luân hồi đó. Tức là mình sanh hồi là mình cũng sanh vòng ở đó. Thì là 6 đường là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì trong cõi thiên mà thuộc về dục giới thì nó có 6 cõi. Cõi thứ nhất là gần người nhất. Đó là cõi trời tứ thiên vương. Đó, hôm nay mình lướt qua, mình làm một cái vòng gọi là dạo chơi cõi trời trên danh tự, trên lời nói, là chúng ta lướt qua cái cõi trời gần người nhất, đó là cõi trời tứ thiên vương. Là cõi trời tứ thiên vương á, là tuổi thọ của họ cứ 50 năm đời người thì bằng một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương. Đó. Rồi trên tứ thiên vương, cõi trời khác là cõi trời đao lợi. Mà cõi trời này, vị vua của cõi trời đao lợi, chúng ta thường nghe vị vua đó là trời đế thiên đế thích. Đế thiên đế thích là vua của vị trời đao lợi. Và 100 năm đời người
thì bằng một ngày một đêm của cung trời Đao Lợi. Tức là sống sanh ra đời, sống 100 năm chết đi, rồi thì bằng một ngày một đêm của cõi trời Đao Lợi. Rồi cái cung trời tiếp theo nữa đó là cung trời Yama. Đó, mà chúng ta hay dịch là Dạ Ma. Đó, cung trời này là cứ 200 năm đời người thì bằng một ngày một đêm của cung trời Dạ Ma. Rồi cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất. Đâu Xuất là một cõi trời mà nơi đó tuổi thọ của vị ở đó, mỗi một vị trời ở đó là cứ 400 năm đời người. Rồi thì bằng một ngày một đêm ở cung trời Đâu Xuất. Mà tất cả các chư Phật mà trước khi giáng trần đều ở cung trời Đâu Xuất. Đức Phật của chúng ta trước khi giáng trần cũng là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đâu Xuất. Rồi Bồ Tát mới nhập thai mà bà Hoàng hậu Maya. Rồi sau đó là mới sanh làm người. Thì hiện giờ Bồ Tát Di Lặc là cái vị Phật kế tiếp Đức Phật Bổn Sư Thích Ca sẽ ra đời. Đó, mà thì hiện giờ Ngài cũng đang ở cung trời Đâu Xuất. Thì cái tuổi thọ của người mà cứ 4 kiếp người, tức là cứ sanh ra sống 100 năm chết đi, sanh ra nữa sống 100 năm chết đi, rồi sanh ra nữa sống 100 năm chết đi, 4 lần như vậy, tức là 400 năm đời người, thì bằng một ngày một đêm ở cung trời Đâu Xuất. Rồi tiếp tới là cung trời Hóa Lạc, là cứ 800 năm đời người thì bằng một ngày một đêm ở cung trời Hóa Lạc. Và bây giờ tăng thêm nữa, đó là đến cung trời Tha Hóa Tự Tại. Tha Hóa Tự Tại ở cõi này, chư thiên ở cõi này thì họ sống bằng cái ngày của họ, một ngày của họ thì bằng 1600 năm đời mình. Thế tuổi thọ của họ dữ dội nha. Đó. Thì 6 tầng trời này thuộc dục giới. Thuộc dục giới là nơi đó vẫn có tài, tiền tài, vẫn có vật, nhưng mà cái năng lượng của họ nó rất là thanh, nó nhẹ, chứ không phải nó thô như mình. Đó, nhưng mà họ cũng có những cái vật chất quý giá ở cấp độ cao nhất. Đó, rồi họ nhìn, thậm chí chư thiên ở cõi trời cao mà họ nhìn xuống cõi người á, họ thấy người mình giống như dòi mà ở dưới hầm phân vậy. Tức là cái mức độ hưởng thụ dục lạc của họ là nó cao cấp gấp tỷ tỷ lần. Nhưng mà nó cũng là tầng trời cõi dục, tức là vẫn bị những cái nhu cầu là ăn, ngủ, sắc dục, hình sắc, rồi vẫn có những cái cung điện cao giá trị. Tại vì chư thiên cấp cao, giá trị cái cung điện của họ lại càng cao. Đó. Rồi thì họ có những cái nhu cầu về ngũ dục, tức là những cái điều tài sắc danh thực thùy đó. Sắc đẹp của họ là đẹp vô cùng. Cung điện của họ là cao, rộng, lớn, đẹp cũng vô cùng. Bằng cái tưởng tượng cõi người của mình mà tưởng tượng chắc cũng không tới đâu. Nhưng mà bằng thần thông trong quá trình tu tập, bạn có thể dạo qua. Đó. Thì cái đó là 6 tầng trời cõi dục, cộng với cõi người của mình, cùng với các cõi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là đều nằm trong dục giới, tức là bị ngũ dục chi phối. Khác nhau ở chỗ là phước của mình mà nhiều ở đâu á, thì cái sự ngũ dục, 5 cái điều mà ham muốn đó, nó được thỏa mãn tới đâu. Nếu phước ở cõi người, mà phước của cõi người thì cũng có nhiều người, người thì giàu, người thì rất là nghèo. Đó, thành ra là bữa nọ mà sư nghe chị nói cái bằng cái toilet hả? Dạ, cái ông vua đó là ông vua xứ Sudan, nhưng là người ta chiếu sơ sơ thôi, người ta không có được chiếu hết, nhưng mà chiếu sơ sơ thôi. Thì là thí dụ ở nhà mình á, mình nói là ở dưới bên miền quê hay là ở bên Phi Châu đi, thí dụ người ta, con xin lỗi, người ta đào cái lỗ, người ta làm cái chỗ mà đi tiểu tiện,
Còn ở đây thì mình có cái toilet bằng porcelain. Những cái mình thấy sau này nó có những cái toilet mà nó tự động mình mới ngồi lấy cho nó rửa ráy cho mình. Mình đã thấy trời ơi trời ngon lành quá. Nhưng mà cái toilet của ông đó bằng vàng đặc, vàng khối, bằng vàng khối. Là con coi con nói nếu mà mình không có coi tivi mình không có tưởng tượng ai làm cái toilet bằng vàng khối. Nhưng mà cái đó là cái toilet có nghĩa là cái mà người ta coi thường nhất trong cái lâu đài của ông mà nó bằng vàng khối, thì những cái thứ khác nó bằng cái gì thì con cũng không biết. Đó thì mình sẽ thấy là mình ở cái cấp của mình không hề thấy được cái đó. Mình thấy qua tivi chứ mình cũng chưa bao giờ thấy tận mắt. Mà cũng không tưởng tượng ra là người ta giàu tới như vậy, mà phước nhiều như vậy. Thì tùy cái phước của mỗi người mà rồi cái nhu cầu về ngũ dục á, nó được thỏa mãn. Nếu người có phước nhiều á, thì họ vừa muốn ăn thì họ đã có ăn mà món ăn cực kỳ ngon. Còn có người mà phước ít á, muốn ăn thì phải làm mới có. Còn có người không có phước á, làm nhờ muốn ăn thì lại bị đói. Thành ra cái phước nó quyết định. Cái phước nó quyết định cái cõi của mình sanh là ở cõi trời cao hay thấp. Nếu sanh ở cõi người thì người giàu hay nghèo. Đó. Còn nếu mà sanh ở các loài súc sanh á, thì súc sanh đó được thương hay không, được đủ ăn hay không, nó vẫn bị cái nhu cầu là phải ngủ nè, phải ăn nè, phải gieo giống nè, rồi nó cũng có cái hình sắc của nó, vân vân. Thì mấy cái đó là ở cõi dục là muốn mà không được, ở địa ngục cũng quá khổ, ở súc sanh cũng quá khổ, và cõi người thì cũng lưng chừng. Vậy thì tùy cái phước của mình mà mình sanh ở cõi nào. Phước mình nó nhiều thì mình sẽ sanh các cõi trời. Và 6 tầng trời tùy cái mức độ, cõi trời cao tuổi thọ sẽ cao hơn cõi trời thấp. Mà cõi trời thấp nhất á, thì nó cũng cao hơn cõi mình gấp mấy chục lần luôn. Bởi vì một ngày của họ là mất 50 năm đời mình rồi. Đó. Thành ra tính tới nay á, mà sư từ lúc sanh ra cho sống bây giờ là mới có một ngày ở trên một à? Chữ là coi như là ngày mấy là một ngày một phút của họ chứ. Tại vì một ngày của họ nó tới 50 năm đời mình, mà bữa nay sư 56 đi đó. Thì coi như là thấy là mới có ngày với mấy phút của họ thôi. Đó thì cái phước của các cõi trời rất là cao. Từ sư khi sư nói phước là phước khi làm điều lành. Phước vì đã làm điều lành. Vậy thì nếu cái tiêu chuẩn mà về cõi trời lúc nào cũng là những điều lành nhiều hay ít mình đã làm. Vậy sao con nghe có nhiều cái cõi trời mà có những người ta nghĩ rằng thí dụ như người ta ôm bom đi giết thật là nhiều người, họ kêu là ngoại đạo, không phải đạo của họ, thì họ nghĩ là họ sẽ được lên cõi trời. Nghe sao nó không có giống như là Đức Phật dạy chút nào, nghe nó rất là phản nhân quả quá. Nhưng mà tại sao người ta lại tin như vậy và người ta nhất định làm như vậy? Cái này nói về niềm tin thì bỏ tay. Niềm tin là niềm tin thì có những cái niềm tin rất là nó không được kiểm chứng. Còn cái mà các cõi trời này á, là bạn có thể kiểm chứng. Có thể kiểm chứng bằng cách đó. Tại vì khi Đức Phật nhìn bằng cái thần thông của một người tu tập á, đương nhiên là mình thì cái nhìn của mình đã có từng, mình mà được đi các cõi trời á, thì họa may là mình nhờ lực của chư Bồ Tát, tức là cái sức tu tập của các ngài rất cao, đỡ cho mình đi thì còn đi được. Còn nếu không á, là trong một lúc nào đó bạn đã từng sanh cõi đó. Rồi trong một cái kho chứa của cái thức của mình, nó chợt chiếu lại cho mình thấy cái hình ảnh đó. Thì đó cũng là một dạng mình có thể thấy đó. Còn đại đa số là dùng thần thông khi thiền định. Bằng thần thông khi thiền định, trình độ thiền định là từ tứ thiền trở lên đó, bạn có thể dùng cái tâm của mình khi phát xuất thần thông có thiên nhãn thông. Có thiên nhãn thông, bạn sẽ có thể nhìn tất cả các cõi. Nhìn tất cả các cõi là tất cả các kiếp mình đã đi qua, của chính mình cũng như của người khác. Thì nếu mà có thiên nhãn thông rồi mà thì là nhìn rõ của người khác. Còn có túc mạng thông là mình rõ rõ được đời mình. Tức là khi mà bạn đạt được cái thần thông mà vượt khỏi cái tầm mức giới hạn trong cái não của con người, thì bạn sẽ đi đến những cái cảnh giới đó tùy mình muốn, với điều kiện bạn phải đắc cái thiền định đó. Bằng cái thiền định đó, từ cái tứ thiền cấp tứ thiền trở lên, thì bạn sẽ có thể đi được những cái cõi mạng muốn. Đó,
Thì khi mà bạn đi đến cái mức độ mà thiền định bạn cao, bạn có thể đến những cõi trời là cao tương ứng, còn không thì thấp tương ứng á. Lỡ như có người coi trời được lên cõi trời tứ thiên vương, thì đến lúc họ họ nhận thấy ô tứ thiên vương là số 1 rồi. Nhưng với những người thiền định cao hơn, họ sẽ thấy có cung trời đau lợi. Nhưng mà trình độ của cái người tới cung trời đau lợi là hết á, thì có những người họ đạt được những cái trình độ tu thiền cao hơn, họ đi tới được cõi trời tha hóa tự tại, tức là cõi trời cao nhất của dục giới. Thì họ nói, ồ, vậy ngoài đây còn chỗ nào khác không? Thì bằng cái sự thiền định cấp vô sắc đó, thì nó sẽ đi tới cõi cõi trời là sắc giới. Cõi trời sắc giới là cõi trời của thiền định đó. Thì bằng thiền định thì sanh về, cộng với 10 điều lành, cộng với thiền định, thì mình sanh về sắc giới. Cõi trời sắc giới là cõi trời năng lượng đó, nó là vật chất rất nhẹ, nó không có thô như mình mang nguyên khối thịt đi nhúc nhích vậy. Còn ở đó là năng lượng thôi, năng lượng tức là ánh sáng. Thì nếu mà 6 tầng trời cõi dục thì bạn sẽ tu thập thiện 10 điều lành. 10 điều lành thì gồm đó là, thứ nhất là thân á, có thân, có khẩu, có ý. Thì 10 điều lành là về thân nè, là thân thì không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Đó. Rồi miệng á thì có 4 điều lành, là đầu tiên là không nói dối, vu khống. Thứ hai là không có theo dệt. Thứ ba là không có nói lời ly gián. Ly gián chia rẽ, lưỡi đôi chiều. Và thứ tư là không nói lời hung ác. Rồi bây giờ đến cái cấp độ của ý. Ý thì giảm tham, giảm sân, giảm si. Ba làm 10 điều lành này mới đủ tiêu chuẩn sanh các cõi trời dục giới. Mà cõi dục giới là có lấy vợ, lấy chồng, rồi có con, vân vân. Thì tùy cái mức độ của cái cõi trời dục giới khác nhau mà họ sẽ có cái mức độ cưới xin cũng như con cái khác nhau. Thì khi mà chúng ta nhìn ở cái tiêu chuẩn mà cõi này là, cõi trời này là tất cả chúng sanh còn làm điều thiện đều sanh về, chứ không phải cõi trời này Phật định ra. Phật không có định ra cõi nào hết. Phật chỉ là bậc mà toàn giác, có một cái trí tuệ gọi là nhìn một cách rất là rõ ràng tất cả các cõi, để biết làm cách nào mình có thể sống bình an trong cái cõi đó, và làm cách nào mình có thể lên cõi trời, và lên cõi trời đó để lên bằng cách nào và lên như thế nào, và cõi nào mình có thể đi. Thì cái điều mà mình sanh về 6 tầng trời cõi dục thôi, là nơi đó mình hưởng thụ là vợ đẹp nè, con ngoan nè, rồi ăn ngon nè. Mấy cái đó là hơi giống giống các cõi mà cõi trời đó, phải không? Cõi trời của các tôn giáo nói chung. Thì mình thấy rằng là cái cõi trời đó, ai làm điều lành thì cũng được sanh về. Vậy thì giết người không cách chi mà giết lên không đó thế nào được. Mà giết người mà sanh về đó được. Không cách chi. Đó. Tại sao tổng tại vì họ có chúng cái... ta biết là cái tiêu chuẩn của 10 điều lành đó. Chúng ta biết là sanh về cõi trời là do luật nhân quả chi phối. Chứ không phải là vì mình theo Phật cho nên Phật cho mình về, Phật dắt mình về. Hoặc là mình theo một vị thần linh hoặc thượng đế nào rồi họ dắt mình về. Không có ai có quyền dắt ai. Ở đây mình sẽ là với cái nhìn đó là với 10 điều lành này, bạn cứ có tiền thì bạn muốn đi nước nào cũng được. Đó là phước. Đó là phước, phước. Dạ. Đó, bạn làm, bạn bố thí nhiều, bạn có tiền thì bạn muốn có tiền đi nước nào cũng được. Với điều kiện bạn không được phạm pháp chứ. Dạ. Chứ mà bạn phạm pháp thử coi, bạn là triệu phú, nhưng mà bạn phạm pháp có nước nào dám chứa bạn. Thấy không? Thành ra là cõi người này cũng đã không chấp nhận điều ác. Thì các cái cõi trời là cái cõi nó an lạc, cõi nó sung sướng, cõi nó hạnh phúc. Thì làm sao mà có mặt những cái ác độc trong đó được. Đem cái nhân ác mà đi kêu bằng là cái nhân quá ác mà biểu đi sanh cõi trời có bộ hơi coi như là giống như là mình nấu cát mà muốn thành cơm vậy. Thành ra những người mà tin như vậy là tà kiến, có nghĩa là cái nhìn rất là sai lệch. Còn những người mà dạy người ta như vậy thì phá kiến, còn tội dữ nữa. Dạy người ta bậy bạ mà người ta lại cái tin đó mình. Là cái tội đó nghiệp là thiệt á. Thật sự nha, nhìn cái góc độ đó là mình biết rằng là cái đó là phi nhân quả rồi đó. Quá tội. Quý khán giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta được dịp đi một vòng
để biết tất cả các tầng trời trên danh tự. Trên danh tự, dạ thưa quý vị. Trong đó mình biết tầng trời cõi dục, có 6 tầng trời cõi dục. Ngoài ra thì mình có biết có trời sắc giới và trời vô sắc giới. Biết tất cả những điều này để chúng ta biết rằng là chính chúng ta tự quyết định cái con đường đi của chính mình, mà không phải là bất cứ một vị thần linh nào có thể làm cho chúng ta, quyết định cho chúng ta là đi lên tầng trời nào hoặc là đi xuống cái cõi nào. Vì vậy thì chính bằng những cái lời nói, suy nghĩ, việc làm và sự tu tâm trong của bản thân của mỗi người chúng ta mà chúng ta sẽ quyết định chúng ta sẽ tái sanh ở đâu, thưa quý vị. Và thay mặt tất cả những người làm chương trình, một lần nữa chúng tôi mến chúc cho đời sống của quý vị lúc nào cũng được bình an, thân tâm luôn được nhẹ khỏe, sự chuyển hóa trong tâm của quý vị càng ngày càng được mạnh mẽ hơn để quý vị mang lại niềm vui cho chính mình và cho tất cả những người xung quanh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những buổi ghi hình tiếp theo của Chuyển Hóa Thân Tâm.